Trịnh Thị Ngọ, nữ phát thanh viên có giọng nói ma lực với quần Mỹ. Bà Trịnh Thị Ngọ là cựu phát thanh viên tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1965, bà Ngọ được phân công thực hiện chương trình Mỹ Vận có tên Câu chuyện nhỏ nói với binh sĩ Mỹ. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war. To say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life without the faintest idea of what's going on. Không ít lính Mỹ sau những lần nghe bà trò chuyện trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tìm mọi cách để chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa và tìm cơ hội để trở về quê hương. Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.